Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng Ran, một thương hiệu đến từ thương hiệu Ran quốc tế, dòng Ran Content. Đây là một mẫu Ran đời mới hiện tại nhất thời hiện tại. Và mẫu Ran này thì chưa hề có tại các cửa hàng xe đạp Việt Nam. Đây là mẫu Ran dòng Ran quốc tế rất là cao cấp. Và xe mang lại sự khỏe khoắn và trẻ trung năng động, với cái tông màu trắng, đỏ, đen, rất là sport. Và đây là mẫu Ran mới nhất về bên em, dòng xe cuộc. Và bây giờ xin mời anh tổ chức chiếc xe. Vâng, vẫn là thương hiệu đến mang đến từ thương hiệu Ran, dòng road cuộc tay dòng xe đua. Và lần này kết hợp sự giữa của dòng Ran cải biến rất là tốt về với bộ khung Louis X, vẫn là bộ khung chuyên nghiệp của Ran. Hợp kim nhôm siêu nhẹ. Và đây là mẫu dòng Ran Content 2. Dòng xe đua mới về bên em, đây là một mẫu xe về đầu tiên về bên em về dòng thương hiệu Ran. Nó hơi cải tiến của một mẫu dòng Ran thông thường như em đã từng đánh giá qua là dòng SCR. Đó thì ngang qua thì rất giống mẫu Ran của SCR, nhưng mà đây là một mẫu Ran của Ran Content được nâng cấp và cải tiến so với bộ khung hợp kim nhẹ hơn so với trước và thon gọn nhỏ hơn. Và hiện tại thì trên cửa hàng đại lý dòng Ran Việt Nam thì chưa hề có dòng Ran Content đâu nhé, Content 2. Đây là mã QR code chính hãng của Ran. Và lần này em về một chiếc xe dòng Ran tay đua, tay cuộc. Dòng Ran Content rất là đẹp, em đánh giá tổng thể xe là trên 95%, xe là rất là mới nhé, dòng xe đi lướt qua thôi. Và hầu như không có mấy sức vào trên khung xe cả. Đó là để nhìn rõ cái lớp sơn của xe rất là bóng và sáng, với cái tông màu chủ đạo là tông màu trắng rất là tinh tế, kết hợp với màu đen và màu đỏ rất thể thao và khỏe cho xe. Đây là cái tông màu chủ đạo của những dòng xe đạp thể thao. Bộ khung thiết kế rất là nhỏ gọn so với những cái mẫu dòng Ran SCR khác của dòng Ran, được cải tiến hơn so với trước, nhỏ gọn và nhẹ hơn, giúp cho cái người đạp có thể đi những địa hình dòng cái môi trường địa hình đường núi lên dốc, hoặc là đi những đường đông đúc, đường bằng, đường phố đều rất là tiện lợi. Xe rất là mới, nhưng mà đánh giá trên 95%, xe dùng đi lướt. Thì người chơi chủ cũ của xe, người ta lắp thêm cái bên trên này đây. Bên trên này là cái để điện thoại cho các bác. Đây là hai đầu để bó vào hai bên bốn góc của điện thoại, hoặc là cái máy đo xung nhịp GPS bên trên, nó tiện lợi cho các bác nhé. Nó nguyên bản theo xe. Ghi đông xe rất là mới. Đây là mẫu xe dòng Ran Content mới nhất tại cửa hàng bên em mới về, dòng Ran Content của quốc tế Talak Shimano Grarit. Bên tay trái em và bên tay phải em được sử dụng củ tay lắc từng đĩa, cũng là Shimano Grarit. Mà thông số thông thường của những dòng xe tay luộc là không lắp thêm bộ phanh ba mảnh rất là chắc chắn cho xe, rất là an toàn tuyệt đối không nhá. Đây là càng trước của xe, dạng rất là mới. Đây, mã QR code chính hãng của xe vẫn còn trên càng xe đây, còn rất là mới luôn. Có thể nhìn rõ xe rất là ít sử dụng. Xe được sử dụng với cặp vành Mayer chính hãng của Ran, vành SR3, vành cao cấp của những cái dòng xe đua mà em đã từng review giới thiệu vừa qua, vành nhôm hai lớp. Đây. Và xe cũng được sử dụng với cặp lốp chính hãng của Ran nguyên bản theo xe của SR4, vành SR3 và cặp lốp nâng cấp thêm của Ran SR4, kích thước lốp 700x25C chính hãng của Ran. Xe được sử dụng với bộ lốp chọc, lốp không gai, rất là bon xe. Cho những bác đi xe đạp mà thể thao mà thích đi những khu dòng đạp theo top đua
có cái tập thể ở đó. Mẫu dân ten con ten 2 size M. Ngọc Yên là chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Yên là Yên của Gian, Yên cao cấp của những dòng Gian xe đua, dòng Gian format Contachi mà em được giới thiệu vừa qua. Bên dưới thì được lắp miếng nhựa bên trên, miếng nhựa rất là chắc chắn cho cái yên xe. Cả bên dưới luôn xe nhé, có tông màu đỏ theo xe. Đùi đĩa nhôm 2 tầng chính hãng nguyên bản theo xe. Bộ gạt đĩa chính hãng của Shimano Claris cũng rất là mới. Và bây giờ xin đo khung số của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 51. Thế ở các bác cao từ 1m63 trở lên các nhá. Chủ đề Shimano Claris chính hãng nguyên bản theo xe. Lip xích còn rất là mới các nhìn đây. Lip xích còn gần như là nguyên, mới nguyên, xe rất là ít sử dụng, dòng xe đi lướt thôi. Xe sử dụng 8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với cặp vành cũng là vành của Gian SR3. Và lốp chính hãng của Gian, lốp chọc 700x25C SR4 rất là mới. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip đây. Đây là mẫu Gian quốc tế, dòng Gian Content. Xuống lip. Chuyển động rất là bật mà trơn tru. Bên đây phải em là 2 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng. Hầu như hoạt động của xe không hề có chi tiết rõ nào cả. Đây là mẫu Gian Content 2, dòng Gian quốc tế mà chưa hề có tại cửa hàng bán tại cửa hàng đại lý Việt Nam. Và đây được mẫu xong dòng Gian được cải tiến từ mẫu Gian SCR, nâng cấp hơn với cái bộ khung chắc chắn và nhỏ gọn hơn, giúp cho người đi rất là nhẹ nhàng và kết hợp với bộ chuyển động của Claris rất là dễ sử dụng cho người đi. Và xe còn rất là mới, em đánh giá xe là trên 95% xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể công suất xe Gian Content, dòng Gian quốc tế và xe rất là mới trên 95%. Mà xe giá rất tốt bên em là 9,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có lòng quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.